Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay trên video này mình gửi tới quý vị và các bạn hình ảnh về làng Vân thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang và làng Thổ Hà. Thì mình gửi tới quý vị hình ảnh video sau. Đây là hai ngôi làng mà đợt vừa rồi sau cơn bão số 3, hoàn lưu bão đi qua rồi để lại tình trạng bị ngập úng rất chi là nặng, ngập lụt đấy quý vị các bạn ạ. Ở trong tỉnh Bắc Giang mình thì cũng có rất nhiều địa phương bị lũ và bị ngập lụt, trong đó thì nặng nhất vẫn là khu vực vùng trũng ven sông Cầu, trong đó có xã Vân Hà, có ngôi làng làng Vân và làng Thổ Hà như trên hình ảnh quý vị các bạn đang xem. Đây là hai ngôi làng có thể nói như một ốc đảo ấy, được bao quanh bởi con sông Cầu, nên đợt vừa rồi nước lũ dâng lên thì hai ngôi làng này bị ngập rất chi là nặng. Rất nhiều những nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã đến đây giúp bà con nhân dân ở nơi đây vượt qua những khó khăn trong lúc bị ngập lụt. Sáng nay là ngày 17 tháng 9, mình đến đây ghi hình, quá trình nước thì rút đi khá nhiều rồi. Bà con đang vệ sinh lại đường làng ngõ xóm để dần dần ổn định cuộc sống. Đây, như trên video quý vị các bạn đang thấy ấy, nước vẫn còn ở những cánh đồng. Cánh đồng lúa của bà con nơi đây thì gần như là mất trắng rồi quý vị các bạn ạ. Lúa thì sắp được gặt rồi nhưng mà không được thu hoạch nữa. Lát nữa thì các bạn xem trên video sẽ rõ. Còn bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng mình theo dõi chi tiết video. Trên hình ảnh quý vị và các bạn đang xem, đây là cổng đi vào làng Vân. Ai có thì đem ra để xịt vệ sinh đường. Cũng mỗi người một chân một tay thế này thì nó cũng nhanh bác nhỉ? Vâng, nhanh mà, cả là có người làm chứ. Dạ, vâng, vâng. Dạ. Ngập mu bàn chân. Đúng rồi ạ. Quý vị các bạn thân mến, mình đang có mặt ở làng Vân thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây là một ngôi làng bị ngập trong đợt lũ vừa rồi sau cơn bão số 3, cơn bão Yagi rất chi là nặng nha quý vị các bạn nhé. Lúc này buổi sáng ngày hôm nay thì mình có mặt đây, bà con đang dọn dẹp lại khi mà nước lũ bắt đầu rút đi. Em chào anh nhé. Anh cho em hỏi chút xíu là hôm rồi làng mình nó ngập vào khoảng bao nhiêu mét đấy? Nó ngập khoảng 4 mét anh ạ. 4 mét anh? Dạ. Chỗ thì bình thường là 3 mét. Dạ, thế nhà anh là có bị ngập lên, có bị thiệt hại gì nhiều không anh? Không, nhà em thì không. Dạ, cũng không bị nhiều rồi. Vâng, vâng. Em cảm ơn anh nhá. Vâng, vâng. Dạ, bây giờ mình đi quay một cái số cơ sở. Dạ, có chào ông nhá. Đây, quay cái số cơ sở mà nước ngập vào đây. Quý vị các bạn, kinh doanh của các hộ dân. Anh ơi, mấy đi xong có coi đi cả xóm đi tao không xong anh đi. Đây là nhà anh chị kinh doanh đủ các thứ cung cấp về bên xây dựng rồi là máy móc thiết bị. Em chào chị nhá. Cho em xin chia sẻ hình ảnh về mình cơ sở của mình. Đây, nhà anh thì bị ống nước, bên ống nước điện nước xây dựng đấy các bạn. Hôm là nhà anh chị ngập về thì lượng bùn ở trong nhà vẫn còn rất là nhiều đấy nha các bạn nhé. Lượng bùn hiện nay là rất nhiều. Bà con ở trong xóm thì bắt đầu nước rút đến đâu, nước rút đến đâu thì bà con bắt đầu là tiến hành vệ sinh như đấy. Đấy, lúc này thì bà con đang tập trung bảo nhau là cào được cái bùn. Như quý vị các bạn biết đấy, sau khi mà nước lũ tràn vào thì được đem lượng lớn bùn đi theo. Nước rút ra thì là những cái lượng bùn này nó cũng ra theo được quý vị các bạn. Mà bà con lúc này người dân là phải cào và vệ sinh, cào nó ra và vệ sinh cho sạch sẽ bằng nước để sạch được như các bạn đang xem trên hình ảnh nhé. Lát nữa thì mình sẽ ra ngoài đầu làng, mình sẽ gửi cho quý vị các bạn về những cái thiệt hại về thóc lúa của bà con bị ngâm nước. Hiện nay người dân đang đổ ra ngoài đường bê tông của làng thôi. Trong kia nước vẫn còn ngập khá sâu nha quý vị các bạn nhé. Lát nữa thì mình đi vào trong đấy cho quý vị các bạn xem. Có
Vâng, chào ông nha. Dạ, ông đang vệ sinh đây ạ. Dạ. Chú ở Tân Châu vào đây. Con ở trên chỗ bên chỗ Yên Dũng ạ. Ôi giời ơi. Vâng, ở bên đấy cũng ngập tấm lòng một số xã. Ngập tấm lòng của mọi người. Dạ. Này đợt vừa rồi cô cho cháu hỏi cái đợt vừa rồi xóm mình bị lũ này thì cái bên hỗ trợ đồng bào lũ đi đến có hỗ trợ cho bà con có tất cả là nói chung là ai cũng có lòng hảo tâm là để đến hỗ trợ cho tất cả các dân làng. Dạ. Là nói chung là nhà nào được ít được nhiều ai cũng có hết. Tất cả là năm nay là năm kỷ lục, có năm 71 chúng tôi đã chứng kiến năm nay xây 40 phần nữa. Dạ. Cao danh 40 phần nữa mà chúng tôi không bị đói. À, ngày xưa là bị đói. Dạ. Còn năm nay có chính phủ, có nhân dân hỗ trợ. Dạ. Có các mạnh thường quân về là chúng tôi không bị đói. Vâng, vâng, vâng. Năm nay có nhiều nhà mạnh thường quân về đây không bác? Nhiều lắm. Dạ. Các doanh nghiệp, các cháu nó đem về hết các cô, các chú đây là có đem hàng về. Đây là lượng bùn này. Đây, các bác đang cào vào trong gì ở đây. Mai mốt nắng lên nó khô lại thì nó đỡ. Đỡ nhưng mà mưa nó lại trôi xuống. Mưa nó lại trôi xuống bởi vì cái này là bùn nhuyễn, bùn nhuyễn. Nó lại trôi xuống thôi. Ở đây người dân là ngập phải 4 mét đấy nhỉ chứ vậy. Đây, lên tận mái này nhà cô này. Đây cái mái lỗ tường này nhà cô không vào được. À, nhà cô là không đi vào nhà được luôn. Không vào nhà được, treo tường này. À, treo tường luôn ạ. Đấy. Ngập lên tầng mái luôn. Ngập lên tầng này. Hết gì cũng tính quá. Đây là ngập những cái phên làm bánh tráng của nhà cô kia là cũng bị ngập hết luôn. Ngập gì hết. Cô và... phải đặt mấy này rồi. Dạ. Bốn cổ. Vâng. Cháu ở đâu ạ? Cháu ở trên chỗ Yên Dũng ạ. À. Vâng. Quá vất vả cho cuộc sống. À, quý vị các bạn thân mến. Ở làng làng Vân và làng Thổ Hà là hai làng có truyền thống là bánh tráng thôi nhỉ. Đây. Hai làng là một xã. Dạ. Xã Vân Hà đúng không ạ? Xã Vân Hà. Vâng. Hai làng này đều có cái nghề truyền thống là bánh tráng nhỉ. Vâng, bác nhỉ. Vâng. Làng chúng tôi là nấu rượu. Dạ, nấu rượu nữa đúng không ạ? Nấu rượu. Còn nổi tiếng. Làng dưới là mới làng bánh tráng. À, làng mình là làng có nghề nấu rượu đấy phải không ạ? Vâng, làng nấu rượu đấy. Vâng. À, đợt vừa rồi do cái cơn bão và ngập lụt thì bà con dù rất nặng như quý các bạn nhé, có chỗ lên 4 mét ngập ngang nhà dân thì cũng được sự giúp đỡ của bà con đồng bào, những nhà hảo tâm, những doanh nghiệp đến đâu bà con. Năm 71 chúng tôi một có một con gà đó một cân thôi, hơn một cân thôi mà chia cả xóm. Dạ. Thế nhưng mà năm nay thì nhiều quá. Dạ, vâng, năm nay nhiều quá. Năm nay nhiều quá, nhiều các doanh nghiệp, các cháu đem về. Cũng nhờ như vậy thì mình nhanh ổn định cái cuộc sống nhỉ. Vâng, thứ nhất là chúng tôi được nhanh hơn. Dạ. Và vững vàng hơn. Dạ. Có anh em, có mọi người. Vâng. Có các tỉnh về. Vâng. Hiện nay là nước cứ rút đến đâu là bà con bảo nhau ra vệ sinh đường xá đến đấy nhá các bạn. Anh đợt vừa rồi nhà mình có bị ngập nhiều không anh ơi? Anh ơi, trong nhà em ngập đến đâu? À đây. Trong này ạ, em đi vào xem theo anh nhé. Anh đang lấy nước vào để xối đây đúng không? Để xả đây nha. Đây để xối. Cái ống tích cao lên đây. Đâu ạ? Đây ông đang chỉ, bác đang chỉ cái à, nước ngập nha các bạn nhé. Đây ạ. À. Đó. Vâng, ra đến đấy luôn. Ngập hình cửa luôn. Đây là ngập hết cửa luôn. Đâu ông, ngập hình xét rồi. Đây ở đây. Đây kia, ngập nửa. Ngập nửa ngay cái đó. Ngập nửa luôn này cô. Còn đúng nửa là hoàn toàn. Thế là gia đình mình lúc đấy là sinh hoạt là chết trên. Đó là kỷ lục. Đâu cháu, ngập cháu trên chứ. Cháu vào trong nhà, mình nấu rượu hay sao phải cô nhỉ? Nấu rượu mất á. Chào cháu nha. À đây nhà cô để làm Vân. Đây là xóm 2 Vân Hà. Vâng, xóm 2 Vân Hà này có nghề là nấu rượu các bạn ạ. Nghề truyền thống rồi. Mất hết, nhà nào cũng rượu mất hết. Cũng mất hết. Ở ngoài kia người dân còn đang nuôi rất nhiều thóc kia cô ạ. Thóc thì còn lấy đâu cho rượu đổ. Vâng, là mất rượu nhà bỏ đi nhỉ. Thế là những cái này là lúc ấy là những cái chum này là đựng rượu chưa hả cô? Những cái chum này chưa, như nhà tớ, sân hầm chưa cũng nhiều lắm. À thế ạ, à. Mình chỗ cái chỗ mà mình ủ để chuẩn bị nấu ấy đúng không cô? Ủ bỗng ấy. Ngập hìm hết. À đây là khoảng hầm hết. Ngập hìm hết. Vâng. À, quý vị các bạn, làng Vân và làng Thổ Hà thì làng Vân có nghề truyền thống là nấu rượu, nhà cô đây. Nhưng quý vị các bạn thấy nhà cô rất nhiều những cái chum rượu, những rượu lớn này. Đây là làm cơm rượu để chuẩn bị cho lên nồi để nấu. Quý vị các bạn, đây nhà cô trên này vẫn là đang ủ đây phải không ạ cô nhỉ? Đang ủ nó chung là cũng mất. Dạ, cũng mất. Không mất, cái nhà kia là nghỉ còn đúng 20 con nữa. Vâng. Cái nhà trên này không, nó như đang bỏ vòng, không còn gì. Vâng. Thế thiệt hại khá nặng. Khá nặng, có nhà là mất hết sạch. Dạ. Hết sạch luôn, bây giờ còn sạch tay. Dạ.
Thế các mạnh thường quân vừa rồi hỗ trợ cho bà con nhân dân mình là cô thấy có ổn định không? Đồ anh ạ, ổn định ạ. Dạ, dạ, vâng. Đây là cái cơn bão cũng phải nói lớn nhất, lịch sử lớn nhất và cũng là cái lũ là lớn nhất lịch sử nhà cô nhỉ. Vâng, cháu cảm ơn cô nhé. Mong cô nhanh nhanh để hồi phục lại sản xuất đi. Bây giờ thì mình vào trong xóm đây nhá, trong hẻm đây. Đây là cái hẻm nhỏ nhỏ đây, ở trong làng Vân, để quay cho quý vị các bạn xem bà con cũng đang dọn dẹp ở trong hẻm nhỏ đây. Em chào chị nhá. Nước lũ ra nhà mình đang dọn dẹp đây hả? Đang dọn xóm, khắc ổ đây. Vâng. Đây cô với bà thì đang quét đây các bạn này. Hy vọng cho thời tiết nó nắng nắng ấm mới lại lên để cho bà con nước rút thì bà con ổn định cuộc sống nhỉ nhỉ cô nhỉ. Vâng. Thế nhà bà có nấu rượu không bà? Không ạ. À thế nhà chị nhà cô đây có nấu rượu không? Nấu rượu à rồi. Cũng bỏ rồi ạ. Ừ, bỏ hết. Vâng. Thế thì chỉ có một số hộ gia đình nữa thôi nhỉ. Ừ. Các chú đi quay ấy à? Dạ em ở dưới Yên Dũng ấy, cháu dưới Yên Dũng ấy bà. Vâng, cháu lên đây cháu quay cái cảnh bà con mình sau khi nước rút mà đang lấy trong vòng dần, có chục ngày dần dần ổn định lại cuộc sống ạ. Là dân cư là thiệt hại bao nhiêu là tiền. Vâng. Đã cái trận bão đã khổ rồi. Qua mấy hôm không may ở cái nơi nào thì nơi bị bất hạnh. Dạ. Cũng không mong muốn nhưng mà rồi, gần như là các tỉnh ở cái mà nhiều nhà hảo tâm là giúp đỡ bà con. Và không như ngày xưa nhỉ. Không như ngày xưa. Vâng. Bà con cũng đỡ khổ hơn. Ngày xưa cuộc sống thì khó khăn thì nhà nào thì cũng biết lo nhà đấy thôi, làm gì có dư mà đi giúp đỡ nhau được. Bây giờ là kêu gọi là nhà hảo tâm là vâng. Ai các đợt vừa rồi thì những nhà hảo tâm, những mạnh thường quân đến làng mình là hỗ trợ là nhiều lắm nhỉ. Hỗ trợ nhiều em ạ. Vâng, chạy thuyền dắt từ ngoài đầu đê ấy nhỉ. Vâng. Ngoài đầu làng ấy. Là cấp làng. Vâng. Nhà nào cũng được quà. Vâng. Vâng, em cảm ơn chị nhá. Em ra đây chút xíu. Đấy, như quý vị các bạn thấy riêng ở trong Bắc Giang mình cũng một số thôn ở trong huyện ngập rất chi là nặng. Trong đó có ví dụ như là ở xã Trị Yên, mình hay quay lên video cho quý vị các bạn xem. Buổi sáng ngày hôm nay là ngày 17 tháng 9 thì mình mới về làng Vân, xã Vân Hà, anh vẫn đang sinh nhớp. Và làng Thổ Hà thì lát nữa thì mình gửi tới quý vị và các bạn video sau. Này mong nó nắng lên một hai hôm nữa đi anh nhỉ. Nó khô ráo đi, vài hôm nữa đi cả tuần nữa cũng được. Vâng. Xong thì bây giờ nó mong nó nắng ráo lên đi, bởi vì hiện nay cũng như quý vị các bạn biết là tháng 8 âm, đúng ra là thời điểm này hàng năm là vào mùa thu rồi. Khó có thể xảy ra hiện tượng nước lũ lắm, nhưng mà năm nay thì thời tiết thay đổi nhiều rồi quý vị các bạn. Biến đổi khí hậu nhiều. Nó không ổn định như cách đây khoảng cái độ 1-2 chục năm nữa thì biết. Bây giờ mình xuống dưới chỗ này quay các bạn xem nước đã. Con còn đang ngập. Vâng, con chào bà nhé. Vâng ạ. Nhà bà lúc có ngập lên đến trên cửa này không bà? Cái cửa này không chui được ạ. À không chui được luôn ạ. Vâng, thế nhà bà còn nấu rượu không ạ? Không ạ. À bỏ cũng không làm nghề nấu rượu nữa rồi. Vâng. 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 Vâng, con cảm ơn bà nhé. Vâng, con xuống đây xem một cái. Quay cho mọi người. Dạ. Vâng, được đẩy thì lại không đi vào được bà. Em chào anh nhá. Vâng. Chắc là đang dọn nó mệt quá ngồi nghỉ à anh. Mệt quá không dọn cả trong này. Vâng, đây nhà anh này, ôi trời quần áo là cũng bị ngập ướt hết đấy anh nhỉ. Toàn bộ quần áo chăn màn là toang hết rồi. Dạ. Lúc là mình không kịp gì không kịp bây giờ đi nhỉ. Không phải mới kê cao quá mình nó ngập cả hùm cả đây này. À thế đấy. À tối nay chú lên một tiếng nha. Thôi lên đi hồ sơ đi. Có gì đâu, có gì đâu. Không có vấn đề gì, em còn thích ý. Vâng đúng rồi. Tức là anh muốn đi vào trong nhà là anh lặn nha. Dạ thế ạ, anh muốn vào trong nhà kiểm tra cái tài sản hoặc cái gì. Tài sản thì hùm hết rồi anh chỉ cho anh vào đấy xem là tình hình nó nước lên nước xuống nào thôi. Dạ thế ạ. Anh phải sang nhờ nhà cậu nó ở nhờ này. Nhà cậu nó cũng hùm thế này. Vâng, nhưng mà lên tầng 2 hết nhỉ. Lên tầng 2 đi làm gì có gì. Vâng. Tới nhà có bè còn bây giờ thì có mấy đứa con lấy chồng còn một thằng con trai thì lúc con anh lúc nước lên mau quá là chạy hết rồi. Lên trên này cậu nó ở thì
mỗi người bộ quần áo. Còn đúng bộ mỗi người bộ quần áo. Dạ. Hôm sau con rể nó mới này, mua nó cho mỗi người một hai bộ quần áo đủ quần đùi. Thế thì anh thấy bao nhiêu năm rồi thì mới lại có cái đợt lũ lịch sử? Từ năm 71 là đến bây giờ. Từ lúc 71 nước này là to hơn, 86 nó bé hơn. Đấy, 71 mới là to. Đấy, từ năm 75 nay là 2004 với 71 là xây nhau 4 phân. Dạ. À 24 phân. 24 phân. 40 phân. Dạ. Thế tức là mực nước to to được kỳ lạ. Kỳ lạ. Đây. Ngậu ủm đệ đây. Đây. Đó. Đúng rồi đấy. Đúng là ngập ngang cửa luôn. Ôi cửa. Tít mít chứ gì. Vâng, ngập mít cửa luôn. Phải tít mít. Còn cho bên này, cho bên nhà bên mình đây là ủm hết con đồng kia kìa. À thế ạ. Đâu em thử quay góc này cả xem này. Đây nhà anh ở bên trong đây cũng đang dọn dẹp ở đây cái anh đường. Dọn dẹp. Đây để bùn biếc bùn đây này. Dạ. Đây em đây hôm qua sơ tán luôn đây này. Thu dọn ở đây. Vứt bừa bãi à. Ủi rồi. Ủi ngang. Bây giờ cái gì lấy được thì là lấy mà không lại bỏ. Coi như là như giả dụ như nhà anh là toang hết không còn cái gì. Dạ. Cái này vệ sinh cũng phải gian khá lâu đấy anh nhỉ. Hôm qua anh lại phải đi mượn một cái máy cô le trong này. Dạ. À, làm gì có nước, nước đây nước bẩn. Vâng vâng. Là lại tốn mất 10 lít xăng. Dạ. 10 lít xăng bây giờ mất 340. Dạ. Tiền đã không có khó chịu. Vâng, đấy cuộc sống của người dân đấy sao khổ lắm em ạ. À, sau lúc khi rút đi cho quý vị các bạn anh đây nói. Đây cái thuyền này thì là mượn được anh ạ. Anh ở chúc mà mượn. À. Cứ làm gì có thuyền. Dạ. Đây là mượn. Dạ. Mượn là hôm là nước to quá là phải điện mà anh ấy, anh gửi cho mình phải lên tít đầu kia. May đâu bây giờ không chết. À thế ạ. Hôm ấy nước ngập lên mãi trên đây trên. Đây trên này. Đấy, cuộc sống của người dân sau khi mà bị lũ lụt đấy quý vị các bạn anh đang nói. Cuộc sống cực kỳ là mỗi người một hoàn cảnh nhưng mà có những hoàn cảnh thực sự nỗi buồn không phải riêng ai. Vâng, rất chi là khó khăn, có những hoàn cảnh. Như anh nói là tiền sang còn... Vâng, em cảm ơn anh. Đây, ở trong anh nói là khu vực ở bên trong nhà dân này lúc còn ngập cao nữa này. Buồn lắm. Đấy. Bà con ở trong làng kia những chỗ cao mà nước rút xuống thì cũng đang vệ sinh nha quý vị các bạn nhé. Anh ơi, ở đây là mình là giữa làng chứ anh? Đây là trung tâm giữa làng rồi đúng không ạ? Mà chỗ này là chỗ thấp nhất. Và chỗ này chỗ trũng nhất đúng không anh? Trũng nhất. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Ừ. Đấy, ra đây. Ở đây. Anh tưởng em hỏi cả đây là tuổi anh. Dạ. Có nhiều người thì cũng ngại nói tên tuổi không anh. Ngại gì cả. Dạ. Mình bây giờ đói khổ, mình bảo đói khổ. Vâng, đúng rồi. Thế thì anh cho em biết anh tên gì đúng không ạ? Tên anh là Trịnh Đăng Khang. À, Trịnh Đăng Khang. Vâng, anh người Trịnh. Người của Hà lấy vợ Vân. À thế ạ. Ờ, thế là ngụ cư tại Trên Vân. Vâng. Thế là anh mới Thổ Hà đây gần nhau mà anh đây, anh, Hà, anh Khang đây kìa. Đây đoạn dưới anh dưới vâng. Đây. Rồi em cảm ơn anh Khang nhé. Vâng. Anh Khang đã chia sẻ. Vừa rồi là những cái chia sẻ và những cái tâm sự của anh Khang. Anh thì người dưới làng Thổ Hà nhưng lấy vợ trên làng Vân này. À, quý vị các bạn. Hiện nay mực nước rút cũng khá nhiều. Ngõ này là ngập không đi được bác ạ. Dạ, ngõ này ngập hết ạ. Vâng, ngập hết cũng phải ở trong nhà rồi không vâng. Ra được. Cũng như một số địa phương khác ạ. Vâng, bà. Bầu là phải vâng. Có người nước qua. Vâng, con cảm ơn bà nhá. Đấy, bà vừa chia sẻ đây, ngõ này ngập hết. Đồ thì phải có người đưa qua đấy. Còn bây giờ thì mình sẽ ra khu vực đầu làng Vân để quay cho quý vị và các bạn xem về bà con hiện nay đang bỏ thóc lúa sau khi mà ngập mới lại cái lượng thóc lúa sau lũ coi như là bỏ hết các việc và thiệt hại rất chi là nhiều. Người dân huy động những máy nổ rồi là ai có thì đem ra để xịt để vệ sinh đường. Cũng mỗi người một chân một tay thế này thì nó cũng nhanh bác nhỉ? Vâng, nhanh mà cả là có phải làm chứ. Có riêng của ai đâu. Trong nhà thì phải là riêng, còn ở đây là phải tập trung. Dạ. Gia đình rồi thì anh em hàng quán năm giờ gọi nhau ra mà làm chứ. Ai ta dân đâu người ta đến người ta còn hộ mình cơ mà. Đúng rồi. Mình là sao không ra mà làm như anh em. Dấu là sạch sấy rồi. Nó nắng ráo lên nó nhờ. Dấu là sạch sấy.
giờ thằng Việt nó chẳng mãi mới ra được, ta bảo là mới cố gắng xin qua là bảo Việt ơi, lấy cái điện thoại. Này thì người dân vẫn đang mỗi người một chân tay để vệ sinh đường làng ngõ xóm. Thì bây giờ mình sẽ ra ngoài đầu làng và cho các bạn xem nhé. Xe đang chắc là đi vào làng khu vực cả làng Thổ Hà đấy quý vị các bạn. Không biết là phải bên mọi người làm từ thiện không? Chào nhá. Đây là đoàn xe đi làm cứu trợ đồng bào ấy quý vị các bạn. Đấy có rất nhiều nước lọc này, mình ra ngoài này quay chút xíu nữa lan đây mình vào trong chỗ Thổ Hà quay cho quý vị các bạn xem. Quý vị các bạn thân mến, quý vị các bạn xem video thấy hay thì đăng ký kênh và chia sẻ video giúp mình. Mời quý vị lại tiếp tục theo dõi video. Quý vị các bạn thân mến, video mình đang gửi tới quý vị hình ảnh tại làng Vân thuộc xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang buổi sáng ngày hôm nay, ngày 17 tháng 9 nha quý vị các bạn nhé. Sau khi nước lũ đã rút đi. Ở đây thì người dân cho mình biết là mực nước lũ ngập ngang cửa nhà, mà tầm 3 mét, sửa đến 4 mét. Phải nói là ngập rất nặng luôn quý vị các bạn. Bây giờ thì mình đang đi ra ngoài khu vực đầu làng để quay cho quý vị các bạn xem. Bà con hiện nay đang phơi những cái thóc lúa mà bị ngâm nước lũ, quý vị các bạn xem là có bị thiệt hại nhiều không. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là gửi tới quý vị hình ảnh về cái cánh đồng lúa. Quý vị các bạn sắp được gặt rồi. Sắp được gặt rồi nhưng mà do lũ nên là chắc là hỏng hết. Làng Vân này một làng có làng nghề là truyền thống nấu rượu nha quý vị các bạn nhé. Có làng Thổ Hà thì là bánh tráng. Mọi người đang phơi lại những cái tấm phên để làm bánh tráng của người dân đấy quý vị các bạn này, sau khi nước lũ ngâm ở nước lũ ấy. Còn đây là những cái đống thóc của người dân này. Đống thóc của người dân là gần như là bị hư hết rồi. Đây thóc của người dân, con chào bà nha, chào ông nha. Vâng vâng. Ông đang phơi thóc mà nó bị ngập nước đây hả ông? Vâng. Dạ, đây là những cái thóc của người dân. Là mất một nửa tiền bán. Dạ, thế ạ. Bây giờ là mình bán cho các bác thương lái đến mua đây hả ông? Tức là các vị thương lái nuôi cá. Dạ thế ạ. Đấy. Mua về nuôi cá cô mua đây ạ. Vâng, mất nửa tiền. Dạ. Thế là đưa lên ấy đấy hả? Vâng, con về cái bên trên chỗ Yên Dũng mà xuống đây quay ông ạ. À, vâng. Vâng. Thế là về chương trình thì... Dạ con thì làm về cái cảnh nông thôn của quê mình sau nước lũ ấy ông ạ. Vâng vâng. Vâng, vừa nãy nhìn như là có một cái đoàn làm từ thiện đưa nước ngọt vào trong ấy nữa sao nhỉ? Đủ hết. Ừ. Vâng, đây nữa này, xe này con nghĩ không phải xe ở quê hương mình đâu này. Vâng, toàn ở trên về hỗ trợ này. Đúng rồi, về hỗ trợ đây, đồng bào mình. Vâng. Thế nhà bà có thiệt hại về nhiều thóc lúa về nhiều không? Mất hết 3 tấn thóc. 3 tấn thóc luôn ạ? 3 tấn. Xe máy, quạt tủ, mất hết. Xe máy cũng ngập hết, cả thứ 5 cái luôn. 5 cái xe máy. 2 tủ lạnh, 2 máy giặt, máy hút. Đấy. Lúc đấy là nước lũ nó tràn vào mình cũng không kịp. Không kịp, bởi vì nhiều thứ phải chuyển quá. Cũng không trở tay kịp đúng không? Không trở tay kịp. Thế còn cái cánh đồng này là cánh đồng của làng quê Vân. Mình, làng Vân luôn. Cái cánh đồng này mình có cấy lúa hay gì không? Có. À thế ạ. Cánh đồng này cũng cấy lúa đây à bà? Thế là nước lũ là ngập hết rồi nhỉ?
Con nhìn thấy lúa ngoài kia gần được gặt rồi mà bị ngập hết đấy bà. Ngập hết. Hỏng hết đấy, thế là hỏng đấy bà nhỉ? Hỏng hết rồi. Nước nó vào nó thối ngay. Vâng. Thế lúa này bây giờ thì còn thu mua được bao nhiêu một tạ nhỉ cô nhỉ? Con 50. À thế ạ. Trước cắt về thì bán 10. Dạ. Bây giờ thì được 50. 500 nghìn một tạ. Thôi thì bán vớt được đồng nào thì vớt thôi. Là... đúng không? Đây là vớt, đây là tinh để thắp để ăn đấy. Vâng. Chứ còn bây giờ mà bảo là được lúa mà được như trước 10 mới lại bao nhiêu thì làm gì còn được cái giá đấy nữa. Vì nó ngâm nước hết rồi. Nói chung là ngâm nước rồi mà bán vâng. Bán bây giờ thì bán cho ai thì chỉ bán cho cá thôi. Đúng rồi, bán cho cá thôi. Người ta mua cho là tốt, không có mua. Vâng, đúng rồi, còn có chỗ để tiêu thụ. Thôi chị Xuân lên chở cho em 3 tấn ngập. Ôi rồi. Nhà anh là cũng ngập ngập nhiều thế ạ? Gần 4 tấn. 4 tấn thạo, 4 tấn lúa luôn. Bây giờ là mọc mận rồi. Dạ. Cá vậy là. Bây giờ cô bác ở đâu này? Em ở trên Yên Dũng nghe anh ơi. Dạ. Chợ được bà con. Đấy bây giờ thì mọi người đang thiệt hại về lúa thóc rất nhiều, có nhà 3-4 tấn. Thì anh kia đang bảo là những nhà mạnh thường quân mà hỗ trợ được giúp anh ấy, cho các hộ dân đây được chút xíu thì tốt. Còn cánh đồng của bà con ở đây thì ngập trắng đây nha quý vị các bạn đây. Quý vị các bạn à, cô mới lại anh ấy nói là trong này có một hộ neo đơn, hộ nghèo neo đơn, nhà thì bị sập. Chào anh nhé. Vâng, em chào anh. Bây giờ thì mình sẽ vào quay cho quý vị các bạn xem cái hoàn cảnh neo đơn hết bao à đấy ạ. Vâng vâng vâng, em cảm ơn. Đây là những nhà mà có hoàn cảnh khó khăn nữa. Con chào bà nhá. Nhà bà bị ngập nhiều không bà? À, nhà bà đổ cả nhà luôn ạ. Vâng. Ngập lên hết ban thờ con ơi. Vâng. Thế là bà hiện nay đang ở với ai bà nhỉ? Hai ông bà ở với nhau thôi con. À, có hai ông bà ở với nhau thôi ạ. Vâng. Đây mình gặp hoàn cảnh của bà đây thì có hiện tại bà đang nói là bà bây giờ chỉ có hai ông bà ở với nhau thôi quý vị các bạn. Bà thì bị đổ ở đâu bà? Đây đổ ở đằng sau. À đổ đằng sau nhà luôn ạ. Vâng. Đấy, bà thì đang ở cái căn nhà nhỏ nhỏ cấp 4 như này quý vị các bạn này. Ông bà là hộ nghèo. Vâng. Đấy có cái nhà thì bắn để chạy thấp sập. Dạ thế ạ, khổ thế thì. Bà thì có được ở trong trong thôn thì cứ cho vào là hộ nghèo đấy phải không anh? Vâng. Chưa, bà đấy chưa được luôn ạ. Người ta bảo là nốt năm nay cơ. À thế ạ. Còn năm nay ạ. Vâng. Kiểu như là những hộ khác nữa phải không? Vâng. À. Đấy ông bà vào bắn ít mái là chạy sóc sang thế là trôi cá ra đồng về được không? Mộc hộ nghèo là nhà bên này. À thế ạ, vâng. Thế con cảm ơn bà nhé. Bà chia sẻ đây để cho mọi người biết đến để có ủng hộ giúp đỡ bà nhé các bạn nhé. Đâu là đằng này cơ? Phải chui qua thôi. Bác chui qua này, con chào ông. Đâu con đây, con đi qua bên này. À quý vị các bạn thân mến, để cô để dẫn qua những cái hộ khó khăn ở thôn Vân. Làng Vân. Làng Vân. Xã Vân Hà, huyện Yên, tỉnh Bắc Giang. Hộ này là khổ nhất Làng Vân. À hộ này là khổ nhất Làng Vân ạ. Ừ, đây. Đây quý vị các bạn đây hộ nhà này đây. Ừ, hiện giờ là ông là thương bệnh binh đang nằm ở trên bệnh viện. À thế ạ. Mình chỉ là hàng xóm thôi. Vâng. Có mình và mấy đứa cháu ở nhà, có nghĩa là không nấu được ăn. Dạ. Cái leo lên cái chòi kia, bếp nó vâng. Không còn củi nó ngập hết trong nhà, nổi lèo đầy nổi lèo vèo hết. Tức là hoàn cảnh ông thì bây giờ là thương bệnh binh. Ừ, ông nằm ở viện cây số 4 bây giờ. À vẫn nằm ở viện cây số 4. Ừ, ông vẫn đang nằm trên viện. Vâng, nhà thì lại gần sông cầu này luôn. Nhà nó chảy cũng như là cái cửa này không đi được, không mở được. Thế lúc đấy thì là bà được mọi người di tản lên trên trước nào? Không di nổi, không à, đi thế được, không có thế là phải lên trên gác này ở ạ? Đọc cái chòi kia, thế là hàng xóm đọc. Người ta đút cơm, đây đọc cái chòi này. À đọc cái chòi này thôi. Bốn bà cháu ở trên này, một ngày không được ăn gì, sau hàng xóm, gọi hàng xóm đến người ta nấu cơm, người ta đút qua cửa sổ cho. À. Thế đến ngày thứ ba là có cơm cứu trợ là ôi bà cháu no. Tội thế nhỉ. Còn hai ngày đầu là đói. Dạ à, vâng, thế bà có nhà không chị nhỉ? Bà Phượng ơi! Bà Phượng ơi! Chắc là bà lại bà đi ra và có khả năng ra đây xong rồi. Xong. Đây quý vị các bạn mình quay một chút cái cảnh bên trong khu vực đây là chắc là bếp hay là đây, bếp đấy, nhà bà đun bằng củi chưa đúng à, thế nhà bà vẫn đun bằng củi đấy ạ. Ừ, không có ga cũng không gì. Vâng. Ra là
đây đút mỏ củi này. À đây, là... bếp này ngập chưa? Chắc ngập đến mái tôn luôn nhỉ? Mái tôn mà. Dạ. Nhà bà không, cửa này là sâu một đầu một vối, không ai dám bơi đến. À. Cứu trợ không vào được, đốn vâng. Đón bà đi không đón kiểu gì được. Vâng. Đây nước ở đây nó chảy đến đầu nguồn, nó chảy vào đây như suối. Nhà bà này nằm ngay cạnh sông này, có sông cầu này. Đây chỗ này là sập hết. Đúng cái chỗ này sập hết. Sập hết. Ngay bờ sông. Thế này cũng phải nói may nó không sạt lở đấy chị ạ. Chứ nó sạt lở nguy hiểm nữa đấy. Ôi sóng ca lô chi qua là cũng tứ xung kinh cái nhà này sợ. Thế à? Thế à? Không, trong nhà là kia trong nhà sâu một đầu một giới mà. Vâng. Ê, đây cái ảnh của ông kia, ông kia. Ông là thương xung binh kia. Ông là thương bệnh binh. Ừ, ông ấy ở bên làm về 17 năm giờ về ông ảnh hưởng thật kinh. À. Em đi cả dép vào em được. Cái này ông là thương vận binh từ ở bên Lào ấy à? Ông đi từ ở bên Lào 19 năm. 19 năm. Về là cái ông bị vâng. Kiểu như ông đại pháo nhiều, ông toàn vâng. Bảo là tôi đứng ở trên tảng đá, người ta bắn ba căng băng AK mà tôi cứ đứng chờ tôi không chết. À. Đá tung hết. Ông có hoang tưởng như thế. Thế ạ. Đến giờ cả xã là muốn cho ông đi mà không ai giúp đỡ, muốn cho đi để nhà nước cái chỗ nào mà nhà nước nuôi cho vĩnh viễn vâng. Gia đình đến nhưng mà không chỗ nào nhận ông ấy cả đâu à, thế tội thế nhỉ. Thế bà sáng đã đi đâu bây giờ nhỉ chị nhỉ? Bà đấy là hôm nay là tuần của thằng em ruột bà mới chết ở trong kia, qua ông em điện về nhờ bà mua hương khói và thắp hương cho em ruột vâng. Ở trong kia mấy vâng, hôm lục để đói vâng. Em cảm ơn chị nhé, để em quay một số cái cảnh bên trong này của gia đình nhà, hoàn cảnh neo đơn, phải nói là các khả năng là hoàn cảnh của nhà bà là neo đơn nhất cái xóm Làng Vân rồi. Nhất Làng Vân rồi quý vị các bạn. Khổ nhất Làng Vân. Khổ cực kỳ luôn rồi quý vị các bạn. Ông đấy ông bệnh hoang tưởng khổ lắm. Vâng. Đấy. Khổ lắm. Cái cảnh này hôm nay mình đi ghi hình cho quý vị các bạn xem thì thấy thật sự là rất cảm động về thương cái hoàn cảnh của bà. Ông thì là thương bệnh binh. Hiện nay vẫn là cây số 4, còn bà thì một mình biết lại mấy đứa cháu nhỉ chị nhỉ? Ba đứa cháu. Vâng. Ba đứa cháu. Vâng, ba đứa cháu. Đấy là nhà hoàn cảnh. Hoàn cảnh nhất Làng Vân. Nhất Làng Vân đấy quý vị các bạn. Nghe nói đúng nhà là... bà này cũng thương. Vâng. Ông ấy thì thần kinh nó hoảng loạn. Ông vâng. Ảnh hưởng chiến tranh mà ông hoang dạ. Tưởng. Dạ thế ạ. Ông toàn nói về bây giờ ở nhà mà chú phỏng vấn ông toàn nói về đất cát này là của ông hết, chứ không Nhật nó đến nó xâm phạm ông nói toàn những về chiến tranh. Sống lại cái ký ức ngày xưa đấy, chứ không sống thực tại này. Rồi, ông nói toàn về chiến tranh nên dạ. Là phải vâng. Ông ấy nặng quá đưa cơ số 4. Dạ. Mà gia đình rất có nguyện vọng nhà bài cứ nhờ bao nhiêu nơi để đưa đến chỗ mà để người ta ở mãi mãi. Vâng, đúng không rồi. Nơi nào nhà nước chăm sóc. Ừ đấy, không thế lại lạ thế nhỉ chuyên nhỉ. Mà đây nhờ cả xã rồi, làm nơi xã là... bao nhiêu lần rồi đấy. Bây giờ xem có nhờ bên cơ quan chức năng nào, nào mà đưa ông ấy đến chỗ đấy được. Dạ thế ạ. Vâng. Thôi bây giờ nhá. Ông ấy tưởng tượng không nếu cả chuyện chú ghê. Vâng. Đây là cái đá kia kìa và ông ấy trộn với lại cả cái ở toilet ra. Vâng, thế ạ. À? Ông khuân đầy vào trong nhà ông. Ôi mang đó ông hôm rồi là xã công an lên giúp mang trong nhà chuyển ra 30 xô vừa ôi vừa đá trong nhà ra. Vâng. Đấy, cho nên muốn đưa đến ông đến để ông uống thuốc vâng, lắm mà. Vâng, vâng. Nhờ để các cơ quan chức năng giúp ta dạ, gia đình vâng, nhà vâng, bà vâng, đi. Vâng, đúng rồi chị. Chú tớ ở gần cũng khổ với ông. Dạ ông vâng, hoang vâng, tưởng vâng, mà. Được rồi. Nhờ chú là có dạ, được rồi, để vâng. Đưa đi để nhà nước chăm sóc vĩnh viễn. Dạ vâng. Thế cảm ơn em nhé. Vâng, em cảm ơn chị đã có dẫn em vào xem cái hoàn cảnh nha. Đây như quý vị các bạn biết thì hiện tại là vâng. Đây là cái mái tôn nha quý vị các bạn nhé. Cái mái tôn này thì bão đấy, bão nó sập thì người dân vẫn chưa dựng lên được đâu quý vị các bạn ạ. Mình đang phải chui qua đây. Cháu ơi, bà có mấy năm đã thóc rồi, ngập nảy mầm hết rồi. Thì bà bán cho người ngoài này, người ta thu mua về để nuôi cá thôi bà. Chứ giữ bây giờ cũng khó đấy. Thóc còn chưa chuyển ở trong nhà ra được, thóc ngập đấy, nảy mầm đấy. Vâng. Tội thế nhỉ bà. Hai ông bà khổ, chạy làm sao được đêm. Vâng. Được 5 tạ thì ngập mất 3 tạ. Dạ. Hết được cái chỗ bên trên nó không ở cái thùng đấy, cái con lời này. Đấy. Đây. Nó nảy mầm hết rồi nhỉ? Nó nảy con, mầm hết rồi. Bà có bán để con bảo cô kia và cô ấy mua cho bà. Chứ bà để thì cũng có dùng được đâu. Thôi sao bà phơi ở đây? Bà phơi cũng không được bởi vì nó hỏng rồi. Người ta mua về cho cá, còn bà lấy cái tiền thì bà lại mua gạo ăn thôi. Để con... có gì thì bà liên hệ với mấy cô ở ngoài đầu đồng rồi, ngõ nha bà. Con cảm ơn bà nhé bà nhé. Vâng. Vâng, chia sẻ. Đây mình quay gửi tới quý vị các bạn hình ảnh thóc của người dân này. Sau khi mà nước lũ tràn vào, người dân không kịp di tản đi để tránh thiệt hại thì thóc hiện nay đã mọc mầm này. Sau chục ngày ngâm nước, thóc mọc mầm, bà con đổ ra ngoài đường đấy quý vị các bạn, bán rẻ cho mấy bác thương lái để về nuôi cá, giá thì 500.000 một tạ. Có những nhà thiệt hại đến 3-4 tấn thóc.
Còn đây là cánh đồng lúa của bà con. Như quý vị các bạn nhìn thấy ấy, mình ở quan sát gần ấy là lúa thì chỉ còn khoảng có nửa tháng nữa thôi thì được gặt rồi. Chỉ khoảng nửa tháng là được gặt, nhưng mà bão lũ nó đổ về cái là ngập chặn ngập hết. Coi như là bà con mất trắng quý vị các bạn ạ, không còn gì nữa. Quy ra cánh đồng lúa này như thế này cũng mất của bà con cả rất nhiều cái thiệt hại nếu như quy ra tiền của. Quy ra giá thóc hiện tại bây giờ là hơn 1 triệu, cái cho là 1 triệu đi. Một tạ thóc. Thì ở đây bà con thiệt hại nguyên cả cánh đồng này thì không đếm xuể quý vị các bạn ạ. Không có lượng xuể. Lúc mình ra đây thì bà con vẫn còn đang cân thóc để bán đây nhá. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở video sau.